cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Kể từ khi nhận chồng Hoàng Huyền Thương, sinh năm 2003 vào đầu năm 2004, cuộc đời bà Đặng Thị Bình, hiện 71 tuổi, trú tại thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, giống như một thước phim. Ngày nhận chồng cháu, ngày mẹ cháu bỏ đi, những ngày đạp xe chở cháu đi tìm mẹ và cả những đêm vật lộn vì cháu khát sữa, giống như một thước phim chạy trong đầu bà, tua đến đâu, rõ nét đến đấy. Bà bảo, chồng mất sớm, ngoài chuyện một mình nuôi hai con gái ăn học, cuộc đời tôi chỉ còn có Thương là điều đáng nhớ nhất. Thương sinh ngày 3 tháng 9 năm 2003, ngày 8 tháng 1 năm 2004, mẹ cháu đem con đến gửi tôi trông. Lúc đó, cháu mới được 4 tháng 5 ngày tuổi. Mọi dấu mốc liên quan đến Thương, bà Bình thuộc lầu lầu. Năm đó, bà rời quê lên khu vực Long Biên, Hà Nội làm nghề trông trẻ. Bà nhận trông trẻ bán trú với mức lương 300.000 đồng một tháng một bé. Nhưng với Thương, bà nhận lương 1 triệu đồng trên tháng bởi phải trông cả ngày lẫn đêm. Cách 3 ngày, người mẹ đó về thăm con một lần, mang theo sữa và quả bánh. Đến ngày 22 tháng 2 năm 2005 âm lịch, khi Thương vừa tròn 17 tháng tuổi, bà Bình mất liên lạc với mẹ bé. Tìm về chỗ trọ, hỏi han, bà biết người mẹ ấy đã bỏ đi. Chăm Thương từ lúc 4 tháng tuổi, cả ngày lẫn đêm. Không thấy vất vả, nhưng từ lúc mẹ cháu bỏ đi, tôi lại thấy cơ cực, hoang mang và thương cháu vô cùng. Lúc đầu, tôi vẫn nghĩ mẹ cháu chỉ đi làm ăn xa hoặc vướng mắc chuyện gì đó nên không về gặp con. Đến khi Thương 3 tuổi, tôi mới xác định đứa trẻ này từ nay là máu mủ ruột thịt của mình. Năm Thương sắp vào lớp 1, bà Bình nghe người ta phong phanh kể về nơi ở của mẹ Thương. Trên chiếc xe đạp cũ kỹ, bà lại chở Thương đi tìm mẹ như nhiều lần trước. Hôm đó, hai bà cháu một lần nữa hụt hẫng, nhìn bé gái tóc thắt bím hai bên, phải lóc cóc theo bà đi tìm mẹ. Bà Bình khóc, kể từ nay đừng ai bảo tôi đi tìm mẹ nó, giờ nó là con tôi. Chiều hôm ấy, bà Bình nghe thấy Thương kể với người con gái thứ hai của bà, thế là từ nay con không có mẹ nữa rồi. Hôm nay bà khóc to lắm, bà bảo từ giờ không đi tìm mẹ con nữa. Bà Bình nghe vậy, lại nước mắt như mưa. Cũng năm ấy, bà Bình chạy đôn chạy đáo, đi làm giấy khai sinh cho cháu. Bà nhiều lần ra phường xin làm giấy khai sinh cho cháu nhưng không được. Một ngày có cán bộ gọi bà vào phòng hỏi, giờ hai bà cháu cần nhất thứ gì? Bà quả quyết, giờ chú cho tôi chọn 1 tỷ đồng hoặc 1 tờ giấy khai sinh cho cháu. Tôi xin nhận tờ giấy khai sinh còn trả lại chú 1 tỷ đồng. Sau đó ít lâu, bà nhận được giấy khai sinh của Thương và bà gọi đó là tờ giấy 1 tỷ đồng. Tớ có 3 cặp bố mẹ. Hai người con gái của bà Bình không chịu ủng hộ việc thiện của mẹ mà còn coi Thương như con ruột của họ. Từ lâu, Thương đã gọi hai con gái của bà Bình là mẹ và gọi hai người con rể là bố. Từ nhỏ, tôi đã nói với cháu rằng bà có 3 người con gái. Bác Lan là con gái cả, mẹ cháu là con gái thứ hai, dì Lài là con gái út. Sau này, nó kể với các bạn, tớ có 3 cặp bố mẹ và gọi các con gái của tôi là mẹ, xưng con, bà Bình kể. Năm 2012, bà Bình đưa Thương chuyển về sống ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, ngay gần nhà người con gái thứ hai của bà. Có những thời điểm, bà nuôi và chăm sóc cả Thương lẫn cháu ngoại. Bà nói nhỏ, dẫu là thế, tôi vẫn thấy thương con bé nhiều hơn bởi mấy đứa cháu ở với tôi ban ngày, tối lại về quây quần với bố mẹ, còn Thương thì chỉ có tôi. Đôi lúc thấy nó bơ vơ, tôi thường rớt nước mắt. Càng như vậy, bà lại càng thấy may mắn khi Thương được các con gái bà yêu quý. Bằng tình yêu và sự chăm sóc chu đáo của bà Bình, Thương giờ đã trở thành cô gái xinh đẹp, chững chạc. Thương hiện là sinh viên năm cuối ngành sư phạm toán, trường Đại học Sư phạm 2. Mỗi cuối tuần, cô đều từ Vĩnh Phúc về Hưng Yên thăm bà. Bà Bình lại dọn dẹp căn phòng nhỏ ở thôn Ngọc Loan, chờ cháu gái về thăm. Bà thường chuẩn bị chút rau thịt, nấu vài món ngon cho cháu đem đến trường.
Nhân dịp sinh nhật năm ngoái, bà Bình bất ngờ được Thương chuyển khoản biếu 10 triệu đồng. Đó là số tiền Thương tích góp được trong nhiều năm, từ tiền hỗ trợ học tập của nhà trường và tiền của một vài nhà hảo tâm giúp đỡ. Bà hạnh phúc trước tấm lòng thơm thảo của cháu, nhưng không dùng đến số tiền đó mà lặng lẽ cất đi. Bà nói sẽ chờ ngày làm của hồi môn cho cháu gái. Nhắc đến công ơn nuôi nấng, chăm sóc và tình cảm bà dành cho mình, Huyền Thương xúc động. Bà thương em, đối xử tốt với em. Đến giờ, mỗi cuối tuần em đều về thăm bà vẫn chuẩn bị cho em chút đồ ăn mang lên trường, Thương nói. Bằng tình cảm và tấm lòng yêu nghề giáo, lớp học miễn phí của vợ chồng thầy giáo về hưu đã giúp nhiều học sinh nghèo tại vùng nông thôn ở Quảng Nam ngày càng tiến bộ. Về phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, hỏi vợ chồng nhà giáo Nguyễn Văn Lại, 63 tuổi, và cô Võ Thị Yến, 59 tuổi, từ già đến trẻ, ai cũng biết và quý mến. Dù đã về hưu, nhưng bằng lòng yêu nghề, 2 năm nay, vợ chồng thầy Lại đã mở lớp học miễn phí, tiếp thêm tinh thần hiếu học cho biết bao lớp trẻ ở vùng quê còn nghèo khó này. Thầy Lại vốn dạy môn văn tại trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, còn cô Yến là giáo viên của trường tiểu học Nguyễn Văn Cử. Đầu năm 2023, vợ chồng thầy Lại cùng rời bục giảng sau gần 40 năm đứng lớp. Rất thuận lợi là ý tưởng này được lãnh đạo phường Điện Phương và người dân trong làng nhiệt tình ủng hộ. Thế là ngôi trường mẫu giáo bỏ hoang hơn 10 năm đã nhanh chóng được người dân và các nhà hảo tâm chung tay dọn dẹp, sửa chữa để sẵn sàng đón học sinh đến lớp. Tháng 10 năm 2023, lớp học tình thương chính thức mở cửa với 90 học sinh được phân thành 5 lớp 1, 2, 3 và 8, 9. Học sinh của lớp đều là những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi tại địa phương. Kể từ khi có lớp học này, các em nhỏ ở đây tiến bộ rõ rệt. Không chỉ học chữ, các em còn được dạy những điều hay, lẽ phải. Vợ chồng thầy Lại cũng thường xuyên trích tiền lương hưu, mua phần thưởng để khích lệ học trò. Thấy việc làm ý nghĩa, nhiều bạn bè học trò cũ của thầy Lại, cô Yến cũng thay nhau tặng tivi, máy lọc nước và nhiều đồ dùng học tập, giúp lớp học ngày càng tiện nghi hơn. Đặc biệt, năm nay, đồng hành cùng vợ chồng thầy Lại còn có thầy Bùi Nguyễn Xuân Tuấn, 27 tuổi, giáo viên trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng và cô Nguyễn Thị Thu Thảo, 31 tuổi, giáo viên trường trung học cơ sở Đinh Châu. Thầy Tuấn phụ đạo môn toán cho lớp 8 và 9, còn cô Thảo phụ trách lớp 2, thầy Lại chia sẻ. Dù bản thân đang là giáo viên hợp đồng, chồng làm công nhân, con nhỏ mới 3 tuổi, phải gửi cho ông bà chăm, nhưng vì thương lũ trẻ nghèo nơi đây, cô Thảo tự nguyện xin đứng lớp 2 buổi mỗi tuần. Bận bịu thế nào thì tôi vẫn cố gắng sắp xếp để đến lớp đúng giờ, vì các em ở đây vốn đã phải chịu thua thiệt rồi, nếu mình không giúp thì sợ các em sẽ không theo kịp bạn bè, tội nghiệp lắm, cô Thảo trải lòng. Dù dạy học không lương, các thầy cô giáo đều rất nhiệt huyết. Bất kể mưa nắng, họ vẫn đến lớp đúng giờ và chưa bỏ một tiết nào. Vì hết lòng tận tâm với học trò nghèo, nên thầy Lại, cô Yến, thầy Tuấn, cô Thảo rất được học sinh quý mến. Chia sẻ về dự định tương lai, thầy Lại hy vọng sẽ có thêm các giáo viên môn Anh Văn, Lý Hóa sẽ đồng hành cùng lớp học. Tiếp lời chồng, cô Yến nói chắc lịch, chúng tôi sẽ duy trì lớp học cho đến khi nào không còn sức khỏe nữa mới thôi.